đó đó. Tô cái đó đó. Tô cái đó đó. David Tomlin. Đây 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 là thằng Hùng Cửa Lam đây, quý vị, đây thằng Hùng Cửa Lam đây. Mày ngồi mày giơ cờ đỏ ra đi, giơ cờ đỏ ra đi. Mày mày giơ cờ đỏ đi Hùng Cửa Lam. Mày giơ cờ đỏ ra đi ha. Ha, mày mày thách đố mày giơ cờ đỏ đi. Mày ngồi mày giơ cờ đỏ đi ha. Ha, mày giơ cờ đỏ đi. Ờ giờ xin chào cái tình nhân. Ha, bây giờ ta đã đến. Rồi dẹp đi, dẹp đi. Mày mày giơ cờ đỏ đi, mày giơ cờ đỏ đi. Mày giơ cờ đỏ đi ha. Giơ cờ đỏ đi. Mày giơ cờ đỏ đâu? Giơ cờ đỏ đi. Hả? Lắm giơ cờ đỏ không? Hả? Lắm giơ cờ đỏ đi. Hả? Hả? Đây. Now, Chris, come in there. Now, now, now. Mày bay ngâu mày giơ cờ đỏ đi. Bây giờ mọi người. Call police, call police, call police. Do something, do something. 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 Do không ai muốn nghe mày hết nè. Dạ ông Việt Cộng đi. Đi về mấy Việt Cộng. Get out of little Sài Gòn. Mau lên. Thôi 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 đừng có đó. Nếu mà có một điều gì đó để nói với những người đã hành hung anh ở trong cái ngày hôm đó ở Little Sài Gòn, ngay trước Phước Lộc Thọ, anh sẽ nói điều gì thưa anh? Thứ nhất, welcome họ quay trở về Việt Nam. Thứ hai, là cảnh sát Mỹ hỏi tôi có kiện không? Tôi nói là không kiện. Thứ ba, tôi đã nói là I love you các tình yêu, là tôi rất muốn yêu thương các bạn. Vâng, chúng ta có thể yêu thương nhau. Yes, we can love together. Chúng ta là người Việt Nam, cho dù bạn là ai, tôi là ai, không, là ai cả, chỉ là người Việt Nam duy nhất, hãy yêu thương nhau. Anh ngã em nâng, một con ngựa đau, cả tàu bỏ của. Đó là những câu giá trị đã có. Cho nên rất mong rằng tình yêu anh em, tình yêu bằng hữu, tình yêu dân tộc được trỗi dậy. Chỉ có dân tộc lớn mạnh mới có quốc gia lớn mạnh. Chỉ có dân tộc lớn mạnh mới có con người lớn mạnh. Chỉ có chúng ta yêu thương mới có dân tộc lớn mạnh. Yêu thương, tình yêu là một phép màu của nhân loại, của loài người. Chúng ta đừng chối bỏ nó. Vì khi chúng ta chối bỏ tình yêu là chúng ta đã hủy diệt trái đất này, hủy diệt loài người. Tình yêu là của loài người, không phải là của một riêng ai. Vâng, dân tộc ta đừng chối bỏ tình yêu đi. Vâng, bà con đấu tranh dân chủ hãy đừng từ chối tình yêu mà mang thù hận vào. Trong cuộc đấu tranh của mình sẽ mang cho dân tộc sự đau khổ, càng dân tộc càng đau khổ, chính là bà con anh em dòng họ tương lai con cháu của chúng ta đau khổ, chứ Hùng Cửa Lam không đau khổ. Bạn không đau khổ vì bạn đang ở nước Mỹ, đang ở thiên đường rồi, bạn không đau khổ. Hùng Cửa Lam cũng giàu có, cũng thành công rồi, là tỷ phú rồi, cũng không đau khổ. Nhưng 90 triệu đồng bào, những người đang sống chết vật lộn với những cơn ô nhiễm hủy hoại môi trường ở Formosa, với những cơn lũ miền Trung, với những đứa bé không có căn nhà, không có mái cơm để ăn, đó, chúng ta hãy ghét, gác lại đau thương, gác lại chiến tranh, gác lại thù hận để chúng ta chăm sóc cùng nhau, chăm sóc cho những người đó. Nhưng giải pháp nào chúng ta phải cùng nhau ngồi nghĩ lại, mà muốn ngồi cùng nhau nghĩ lại phải đoàn kết, hòa hợp, hòa giải dân tộc thì chúng ta mới có cơ hội thay đổi 90 triệu dân sống và được làm giàu đánh mít ta lăng ở phố Bosa TV. Then who intend to do that? Lady bum, get out of Little Saigon family.